chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh Dâu Tây Sạch Anh Hoàng. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Thuận, đến từ thành phố Cần Thơ. Hiện tại mình đang trồng và trải nghiệm những cây dâu tây cây mô được mua từ vườn của chú Hoàng ở Kon Tum. Khi mua cây ở chú Hoàng thì mình thấy cây có giá rất là hợp lý. Cây thì sạch bệnh, xanh tốt, khỏe mạnh, bộ rễ thì phát triển cực kỳ tốt luôn các bạn. Chú thì tư vấn nhiệt tình cho mình, tư vấn những loại cây nào phù hợp với điều kiện khí hậu, rồi đặc điểm của từng loại cây đó để mình có thể chọn những cây phù hợp với bản thân. Thì đây là những cây mình đã trồng được 2 tháng rồi các bạn. Lá xum xuê, cây thì khỏe mạnh, nó đã đâm những cái thân mới luôn đây các bạn. Đây cận cảnh những cây dâu tây của mình, nó đều ngang nhau hết nha các bạn. Có những cây nhật lùn thì nó nhỏ hơn xíu thôi. Còn đây là những cây mình trồng sâu mới gần 1 tháng thôi các bạn. Còn đây là những cây mình trồng trước đó nữa. Đây, nó đã ra những chùm hoa và đậu quả như thế này. Trồng ở xứ nóng thì dâu tây vẫn có quả bình thường nha các bạn. Còn về chất lượng quả thì quả ở xứ nóng sẽ tương đối nhỏ hơn là quả ở những vùng ôn đới có khí hậu mát mẻ. Nhưng mà nếu chúng ta chăm sóc tốt thì quả vẫn phát triển to đều thôi. Còn đây là cây mâm xôi đỏ. Đây là cây mâm xôi đen. To chưa các bạn? Nhưng mà mình chưa xuống đất được nữa, vẫn còn trong chậu đây. Đó, thì mời các bạn tham quan lại vườn dâu tây của mình nha. Nếu bạn nào muốn sở hữu cho mình những cây dâu tây giống mình thì hãy nhanh tay liên hệ với chú Hoàng để đặt mua nha. Chú Hoàng sắp nghỉ Tết rồi các bạn, cho nên các bạn hãy nhanh tay để bây giờ cũng là mùa đông, cho nên hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội này để trồng dâu tây phát triển nhanh hơn. Rồi, lời cuối cùng mình xin chào tạm biệt các bạn. Và các bạn muốn tham khảo thêm những video của mình về dâu tây thì các bạn có thể qua kênh Sky Garden và đăng ký kênh giúp mình nha. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh cho chú Hoàng. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn.